chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Anh Trương. Ngày hôm nay thì rất là vui khi ốc Tiêu sau một chuyến du lịch cùng với gia đình. Ở nhà sao mà không xuất hiện? Ở nhà hả? Nhưng mà em tưởng là đi chơi chứ. Mà lâu quá không thấy xuất hiện đúng không? Chào. Ông Tiêu chào bà con của bác đi ông Tiêu. Chào ông bà cô chú. Đúng rồi. Bây giờ là quay dẫn chú Trương đi nha, một vòng hội quán nha. Chào. Đây. Tôi đang hút thuốc hả? Đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây, hôm nay quay clip anh nha. Ok. Đó. Chào nha. Chào nha. Anh là ngày nào là có một tuần 7 ngày là 5 ngày là từ Vũng Tàu đi lên hội quán Vân Sa Miệt Vườn để mà coi với lại ủng hộ anh Khương đúng không anh? Rồi. Anh ăn gói cuốn hả? Gói cuốn. Anh ăn chưa, bóc cho em bóc nè. Chưa chuẩn bị ra, chưa đâu, lúc đầu ăn kia em bóc cho. Chưa từ từ. Dạ từ từ đúng không anh? Từ từ. Đây là mình dưới đó là mình bán với số à? Ôi nhưng mà chắc bán được bao nhiêu năm rồi? Bán được ba mấy năm là có mối gì đâu hết rồi, giờ bán nó cũng nhanh đúng không anh? Cũng đỡ. Cho nên là ủa chứ mình đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn thì mình có bán không hay là mình bán hết cái là mình đi luôn? Đi chơi không bán. Không có bán. Thôi ta lại. Rồi mình đi xe đò anh, xe toàn Pháp thì đúng không? Xe Hoa Mai. Hoa Mai đi từ Vũng Tàu lên trên Sài Gòn. Làm xong rồi coi xong rồi mình lại về anh. Về nhà bạn ngủ. Về nhà bạn ngủ rồi mai lại đi về đó, rồi lại lên. Rồi về đó lại lên rồi tốn kém quá trời. Mà vui hả? Vui thôi hả? Tới nhà mình ở lạnh chờ chơi cho người vây phá. À cho phải quá. Đây ốc Tiêu đang quay nha, chơi cho em đây. Chào ốc Tiêu nghe, chào cây cốt Tiêu nghe, chào cây chuối. Không, chị ở chân. Cây chuối Trần Thanh Trương. Cây chuối Trần Thanh Trương, chào Trần Thanh Trương nghe. Trời ơi, chỗ ta, chào chị Trần Thanh Trương. Lắm, nói chung để chờ chú Trương giàu rồi chú Trương mới trả ơn được. Ôi, chúc anh vui vẻ nha mình. Đây, các cô chú đang tranh thủ mình ăn rồi. Để lát nữa mình đi coi ca nhạc cho nó. Ủa cô chú đến từ đâu á cô chú? Mình cách đây khoảng 5 cây số rồi. 5 cây số là ở khu vực bên quận 8 mà. À, cây chú ngay đường Bảo Việt. Không. Ba chờ chú. Không. Đó là cô chú lên là mình thích hủ tiếu mì xào nha bà. Hủ tiếu quên. Hủ tiếu xào xào. Chào bà con cô bé. Ơi giỏi. Giỏi quá. Ơi ơi, chị Ngân quay clip mà mắt đảo ghê quá ta. Quá trời giỏi luôn. Quá trời giỏi. Nè mình quay chị Ngân đi kìa. Đây xin giới thiệu mọi người. Chị Ngân phải bỏ ăn bỏ uống để khai thác công việc. Chị đẻ luôn nha. Dạ xin chào bà con cô bác nha. Ốc Tiêu dễ thương quá nên quay ốc Tiêu mỗi hồi lên vậy hả? Quay các ông các bà thì chúc các ông các bà ngon miệng đi. Chúc các ông các bà ngon miệng. Đó. Ốc Tiêu đang chúc các ông các bà ngon miệng á. Giỏi quá. Giỏi lên. Vô bộ tay. Nay bữa nay nay ai kêu ốc Tiêu quay cho chú Trương vậy? Con. Con Tường quay hả? Tài năng đó. Sao con thích quay hả? Đương nhiên rồi. Sao bình thường không quay cho ba mà quay cho chú Trương vậy? Đi chú Trương trả lương cho con. Ôi, chú Trương trả lương cho con hả? Chú Trương trả lương sao? Giờ con không cần. Dạ con không cần. Con lừa cái bộ cho bé rồi. Vậy là lần trước con quay chú Trương trả lương cho con gì nào? Ít lắm. Quay chị Ngân đi, đúng rồi, đó nói chuyện chị Ngân là mới quay chị Ngân. Lần trước chú Trương quay, chú Trương trả cho con gì, chia sẻ bà con cô bác nghe coi xem trả có xứng đáng không nè. Dạ không biết. Hả? Không biết hả, vậy là chú Trương chưa trả đúng không? Trả rồi. Trả cái gì? Trả 20.000. Trời ơi, 20.000. Nhưng mà chú Trương bèo vậy? Đó chỉ là phụ cấp thôi, chị hiểu không? Phụ cấp hả? Phụ cấp 20.000 thôi. Rồi chừng nào mới đến lương chính? Lương chính hả? Lương chính thì một năm lấy luôn một thẻ nha. Không, lấy luôn đi, điện thoại dưới trường. Lấy điện thoại dưới trường nha. Chị nào hết clip này quá anh chị điện thoại dưới trường. Chị mà bằng ốc Tiêu được, lấy ốc Tiêu khôn không bà con cô bác. Rồi bây giờ mình cùng đi nha, để cho ốc Tiêu di chuyển nha. Đây tông sạch tông nha, đôi dép đỏ này, áo đỏ nè. Nè ốc Tiêu cho cô Dung cô clip nào. Cô Dung nào, đó. Dạ chào quý bà con cô bác ạ. Trời ơi, quay khung rất đẹp nha. Trời ơi, đúng là quay cái giấy cho bác,
sao dây chuyền con nối này. Đi vào đây này ông Tiêu, mình di chuyển vào đây này đây. Quay cho chú Trường mở cổ á. Đây với lại anh em này chưa anh nhá. Đây. Đó, qua liền chào liền. Ôi, chào quay rất giỏi nha. Mai mốt là lên quay cho hội quán á. Nghe trời. Đó, di chuyển trời. Hay lắm. Cái gì hộ gì? À, hổ thêm cáu, hổ sinh hổ tử, hổ bà kia là hổ mọc thêm cánh. Em tưởng hỏi cái câu hổ chương. Hổ phụ sinh hổ tử. Hổ quánh hổ tử. Quay khung ok nha ba ơi. Trời zoom tới zoom lui kìa. Trời ba đào tạo hả? Lính ta hả? Em chưa qua trường lớp là tay ngang. Tay ngang. Ba để cho con cháu mình cực khổ nữa. Ông đại ông Tiêu có lòng thì em cũng có clip thôi. Trời ơi chứ trời, mà không biết ai chịu cho mà mê quay không biết. Có máu gì? Có máu. Ba ơi, ở nhà ba có cho con quay không? Không. Không hả? Sao vậy hả? Sao không cho con quay? Thì đương nhiên con không kêu. À không kêu hả? Không kêu đâu. Người ở nhà đè chị trà sữa ra quay. Đây. Chị trà sữa ra quay. Thôi đi ra quay gì trà sữa đi. Cho con quay cô Dung này, mình di chuyển tập trung clip của mình con ơi. Đừng để người ta khai thác mình nhiều. Đừng để người ta khai thác mình nhiều. Mình qua đây thôi. Trời ơi, cảm ơn nha. Cảm ơn ông Tiêu nhiều nha. Con quay cận vô cô Dung coi, con quay cận vô cô Dung nào đó. Cận mặt nào. Đúng rồi. Ồ, được á. Trời quá ta. Quay cảm ơn ông Tiêu nha. Quay qua ba Giang nào, quay qua ông Giang, nào. Trời ơi, trời quá trời. Rồi lia từ trên xuống dưới một vòng. Thôi, đừng có xuống chạy đâu. Thôi con này, đừng nghe phụ nữ. Thôi bây giờ mình cũng đi nha. Trời ơi, giỏi quá. Nói đây, quay mẹ Trung đi. Quay mẹ Trung. Rồi, quay mẹ nào, quay mẹ sao cho đẹp nào. Đó. Con đi làm YouTube. Camera nữa hả con? Đây, mình quay lên kia vậy. Đây nè chú. Mình là quay YouTube chứ mình không có quay lén, con hiểu không? Đang quay, đang quay. Này, ốc kêu quay bà con cô bác này đang đến này. Để chúc bà con cô bác ngon miệng này. Chúc bà con vui. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ. Đêm nay nghe nhạc thật là tuyệt vời. Đêm nay nghe nhạc thật là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn ốc kêu nhiều. Dễ thương quá trời. Rồi con quay gì nữa nào? Đang làm quay theo chú Trương nào đó. Trời ơi, mắt thì... là lúc nào cũng nhìn vào màn hình nha. Quý vị khán giả ơi, thì bây giờ chúng ta cùng đến coi những bữa ăn dành cho những công nhân viên chức. Này hơi thiếu cao, thiếu đi là hơi khổ. Giới thiệu với mọi người đây là bữa cơm dám gì Bình Yên. Bữa cơm của anh chị ạ. Mình không quan tâm mà chủ cơm lắm. Bác đang đến với ốc kia family dạ. Không, mình chết chứ. Chú Trương. À, cái đứa Trương hả? Xin lỗi nha. Không phải kênh ốc kia family hả? Cái điện thoại này của con hả? Cái gì? Điện thoại này của chú Trương hả? Điện thoại này của chú Trương. Trả lời kìa. Hỏi đi, bây giờ mình phỏng vấn luôn đi ốc kia. Phỏng vấn nè, ốc kia ta phỏng vấn coi là cô Mai đang ăn cơm văn phòng đúng không? Cô Mai ăn cơm gì á? Đi lại đây này, gần đây này. Má, chuyện phỏng vấn là chuyện của chủ kênh chứ không phải là... Ôi ơi. Quay còn đồ ăn luôn. Rồi đúng rồi, quay lên. Đẹp không? Quay, quay người ăn nè. Quay người ăn này đó. Cảm ơn ốc Tiêu nha. Trời ơi, chú Trương ơi, sao bắt ốc Tiêu quay hả? Tội con quá vậy. Chú không bắt đâu. Con đừng có quay cái mặt chú chà bá như vậy, con lùi lại. Nói tới ai là quay tới người đó nha. À, đây xin follow luôn á. Đây là xin giới thiệu, đây là chị Kiều. Kiều, dạ. Chị Kiều đang ăn cơm gà. Cơm sườn chua ngọt nha bà con cô bác. Đây là cơm sườn chua ngọt nha. Rồi. Đó cần đồ ăn nè. Đâu cần đồ ăn nè. Đúng rồi. Đó, sườn chua ngọt rất là ngon nha bà con cô bác. Từ từ chúng ta nào rồi. Đó đúng rồi. Giờ bắt đầu đến quay cầu thủ bóng đá. Dạ xin chào quý bà con cô bác. Đô. Đá banh mà, chị Lệ đá banh mà không biết à. Con có biết không? Ốc Tiêu đá banh không? Con đá xuống. Hả? Bữa nào rủ cô Lệ đi đá với nha. Đá banh không? Dễ thương hiện trời. Bữa nào quay cho con này hết rồi. Ốc Tiêu ơi, đi quay cho chú Trương à. Nhưng mà sao chị quay cho chú Trương vậy? Tại tao quay cho chú Trương. À tại chú Trương có trả lương. Có trả lương hả? Có trả lương. Có chứ. Trả bằng một cái điện thoại. Ai xin giới thiệu mọi người, đây là học sinh. Chào bà con cô bác. Học sinh mới. Chào anh Trương. Chào các ramen nha.
đây là Uyên Nhi, à Quyên Nhi nha quý vị khán giả. Anh Trương hay bị nhầm cái đó nên là cũng xin lỗi em nhiều. Ê tội nghiệp đó quá, ê tội nghiệp đó quá. Em cúi xuống này. Dạ dạ. Về mới vừa đúng không? Đúng rồi. Có tầm lắm. Đúng rồi. Đúng cameraman này như tiền hết hả? Nhiều tiền lắm. Nói chung là cần cù là bù siêng năng, cố gắng lên con. Ê, mình đây xin giới thiệu mọi người, đây là ngôi sao miệt vườn, ngôi sao tưởng tượng giới thiệu bên đây. Mình cứ thấy gái xinh là mình quay là sao con. Đây xin giới thiệu với quý vị, với lại ốc tiêu, đây là Hải Châu, ngôi sao đúng chính xác là ngôi sao miệt vườn luôn này. Với những trích đoạn cải lương nổi tiếng nên là có ai dùng chú không? Con dùng chú. Chú Hải Châu đang ăn gì đấy ốc tiêu? Trời ơi, mày quay dấu răng của chú. Đừng quay dấu răng, con ơi đừng quay dấu răng con ạ. À đúng rồi. Thôi chúc chú Hải Châu ăn ngon miệng đi ốc tiêu. À không có nữa chân gì hết. Không có nữa thôi. Thôi rồi chị đừng. Ai cả, bây giờ mình đi nha. Rồi, đừng bỏ nhau, sáng lên cố gắng lên, chú phải được 10 phút cho lên mới được. Con phải suốt đời luôn. Ơi, cảm ơn con. Này, quay ngay cha kìa đó. Quay gia đình chuyện kìa. Con quay cái gì hả? Quay cho chú Trương. Con quay cho chú Trương hả? Chú Trương nhờ con hay sao? Con tự nguyện quay luôn hả? Ok, vậy đi quay với chú Trương đi con, đi. Đi quay cho chú Trương kìa. Cái này quay cho ba, quay cho chú Trương đi. Đây là clip vlog chứ mấy clip hài con ơi, mình đi qua đây là. Quay chạy với bà nội. Cô bác đang dần dần mình đến với đêm nhạc. Hôm nay thì có rất là nhiều các. Trời ơi giỏi ghê luôn á, quay giới thiệu không gian là quay nó không gian liền luôn. Hôm nay là có rất là nhiều các ca nghệ sĩ nổi tiếng. Đúng rồi, cứ đi theo người ta quay liền. Cái này là ốc tiêu rất giỏi luôn, biết nói gì là quay đó liền luôn. Hôm nay thì là có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, ca sĩ Quách Tuấn Du và rất là nhiều các ca sĩ khác nữa. Ca sĩ Khương Dừa nữa. À có ca sĩ Khương Dừa nữa hả? Ca sĩ Khương Dừa hát hay không? Không hả? Không biết hát gì á. Trời ơi, đi khéo bóp nha con, khéo bóp. Rồi đúng rồi. Trời ơi, giỏi quá, không nhìn được luôn, nhìn vào máy không à. Đây là hôm nay những không khí không gian nó rất là đẹp nha bà con cô bác. Đây là hy vọng là mọi người sẽ đến rất là đông. Trời ơi. Quay không gian liền. Hey. Xin chào tất. Đây bà con có bác ăn vào mình đặt vé này. Đây qua đây ốc tiêu ơi. Quay chú chưa kìa con. Ốc tiêu ơi. Lộn rồi. Đây con này. Rồi cúi đầu xuống rồi đúng không? Giờ con thấy ai đẹp nhất con quay này. Quay nha. Sữa. Chào sữa. Cá nữa rồi. Hello, ốc tiêu. Tập trăng máy à. Cá lâm dìm. Lấy bé là lấy ở đây à. Chị Bảy. Chị Bảy Samsung và những bạn iPhone. Xinh quá hả? Xinh không? Chị Bảy Samsung và những bạn iPhone. Bảy đi. Chứ Dương Samsung và những bạn iPhone. Hai bé nha em. Em có đặt hai vé cho khách nha. Quay chị trà sữa nào. Chị trà sữa đứng đẹp nào. À, chị trà sữa đâu? Quay giới thiệu chị trà sữa nào. À, tốt cho chị hả? Hello, đây. Đây là các YouTuber. Trời ơi. Chị đẹp kia. Cho em quay nào. Đó mọi người ơi thì nói chung là em quay ngăn cái nào rồi. Trời ơi dễ thương quá ông ơi. Trần Thanh Trương. Trời ơi con chú. Bữa nào cho con đua cái xe đinh đi nha. Nè con quay đi trà sữa lên đây. Quay thì quay đi mai tối nay là về rồi. Tối nay là về à? Ờ. Quay gì trà sữa. Không quay thì sao quay. Dạ. Để nó đi về. Dạ vâng. Chị trà sữa. Chị trà sữa chào bà con cô. Quay lên đi con. Chị trà sữa chào bà con cô bác nè. Ui rồi. Chắc quay lấy liêm chị Ngân đắp vô. Quay nè.
Rồi, quý vị khán giả ơi, thì bây giờ nhạc lên là bà con có bác đến cũng rất là đông rồi. Cho nên là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những clip tiếp theo nha. Hẹn gặp quý vị khán giả tối nay nha, quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.